Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với Full Lực Kỳ ngày hôm nay. Như các bạn cũng thấy thì là thời gian gần đây, đại dịch Covid-19 đang hết sức là phức tạp. Cho nên là để bảo vệ bản thân và cộng đồng, video ngày hôm nay thì mình sẽ không đi đâu hết mà chỉ ở nhà và làm một video giúp các bạn hiểu thêm một chút về một hình thức du lịch khá là phổ biến hiện nay, đó chính là đi phượt. Trong video này thì các bạn sẽ hiểu được là đi phượt là gì, nguồn gốc của từ phượt, cách phân biệt phượt thú và phịch thú, hay là chém gió một chút câu chuyện về xế và ôm trên những cung đường. Nào, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu video thôi. Đầu tiên và quan trọng nhất thì mình nghĩ là chúng ta nên hiểu là khái niệm của từ phượt. Thì đi phượt được hiểu đơn giản là một hình thức đi du lịch bụi bằng những phương tiện mà chúng ta thích như là đi xe máy hay là xe đạp. Nhưng đa phần khi nhắc tới phượt thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những cuộc hành xác bằng xe máy trên những cung đường đi vào lòng người như thế này. Ôi, các bạn ơi, bắt đầu cái đèo này nó còn kinh nữa này. Quấy, ra phía hẻm Tô Xã luôn kìa, hẻm Tô Xã bên kia, ở đây mình có thể nhìn thấy này. Đi phượt đôi khi là có lịch trình, đích đến cụ thể, nhưng mà đôi khi lại là những chuyến đi đầy ngẫu hứng, xuất phát từ cảm xúc, sở thích hay là lòng đam mê. Đó là khi lịch trình hay là đích đến không còn quan trọng nữa. Vì quan trọng nhất là được đi và ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên, tìm hiểu con người, văn hóa của những vùng miền khác nhau, là những cung đường mà mình đã đi qua chứ không phải là đích đến ở đâu. Cũng giống như là đi du lịch bụi, phượt là hình thức mà bạn có thể đi khám phá thiên nhiên và có những trải nghiệm thú vị về cuộc sống thường ngày của người dân địa phương mà không bị bó buộc về thời gian hay là không gian. Đặc biệt là với hình thức này thì chúng ta có thể tiết kiệm khá nhiều chi phí nếu mà đem so sánh với một tour du lịch thông thường. Nguồn gốc của từ phượt cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn khá là nhiều điều mơ hồ và gây nhiều tranh cãi. Đa phần mọi người vẫn tin rằng phượt là có nguồn gốc tại Việt Nam, bởi vì từ phượt không hề có trong tiếng Anh, cũng như là không xuất phát từ một hệ thống ngôn ngữ nào khác. Từ tương đương gần nghĩa nhất với từ phượt trong tiếng Anh đó là backpacking tourism, có nghĩa là du lịch bụi. Theo như mình tìm hiểu thì từ phượt được hình thành và rút gọn từ chữ lượt phượt. Đây là một âm thanh của tiếng áo mưa, tiếng giày dép đi trên đường. Hình ảnh này không hề xấu, nó tượng trưng cho hình ảnh của một người du lịch nhà nghề. Dù mưa gió bão bùng, dù phong ba cách trở, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi trên con đường mà họ đã chọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ từ phượt có xuất xứ như vậy. Theo như lý giải của một số nhà du lịch lão làng cho biết, cách giải nghĩa phù hợp nhất của từ phượt đó là phải theo lối chiết tự. Tức là từ phượt được hình thành từ hai từ phịch và vượt. Nó mang ý nghĩa là thoát khỏi cuộc sống hàng ngày để trở về với thiên nhiên, với bản năng của con người. Cách giải thích này có đôi chút khác nhau, có cái thì mang tính tượng hình, có cái lại mang chút hài hước, trần trụi gần gũi với thiên nhiên. Thế nhưng tất cả gộp lại thì vẫn chẳng ai dám chắc được nguồn gốc và ai thực sự là người đầu tiên đã đưa chữ phượt đến với cộng đồng giới trẻ của Việt Nam. Còn đối với mình thì mình lại nghĩ là nguồn gốc của hình thức du lịch phượt tại nước ta là xuất phát từ những anh chàng, cô nàng Tây Ba Lô. Họ sang Việt Nam và trải nghiệm đất nước ta bằng hình thức du lịch bụi này. Từ đó, người Việt Nam, điển hình là các bạn trẻ, đã học theo cách du lịch này để có thể khám phá thiên nhiên và cảnh đẹp Việt Nam. Phượt hầu như cũng giống như việc đi bụi, không hề cầu kỳ về trang phục, không hề kén chọn về phương tiện. Đôi khi chỉ cần một bộ đồ và một chiếc xe máy, hay thậm chí là một chiếc xe đạp cũ mềm và một vài thứ cần thiết cùng với máy ảnh là bạn cũng có thể có một chuyến du lịch phượt để đời được rồi đó. Đi du lịch bụi chính là đi phượt. Hiểu theo nghĩa đen thì sẽ là đi bụi, từ những phương tiện, quần áo cho đến ăn uống ngủ nghỉ. Sơn hào hải vị, tràn ấm đẹp êm chắc chắn sẽ không bao giờ nằm trong khái niệm của những người yêu thích phượt. Đối với dân phượt, giấc ngủ rất là đơn giản. Đôi khi họ chỉ dựng tạm một cái trại, có khi lại phơi sương giữa trời bên đống lửa chạy bập bùng ấm áp để xua đuổi thú hoang. Phượt thú là một người hay là một nhóm người tự túc các hành trình chinh phục những cung đường mới, những vùng đất mới. Thường là những vùng đất đó sẽ là những nơi heo hút, rừng núi hoang sơ. Các phượt thú thường di chuyển bằng xe máy để có thể dễ dàng đi đến những nơi yêu thích một cách chủ động. Với mỗi chuyến đi phượt, những phượt thú chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hành lý, một chút tiền kèm theo chứ không quá tốn kém. Tùy vào mục đích và các cung đường khác nhau mà dân phượt có thể đi trong khoảng thời gian ngắn, vài ngày cho đến một tháng. Phịch thú ám chỉ những người đi phượt kết hợp với những hành vi không tốt, kể cả nam hay là nữ giới đã có những người như vậy. Khi đi đến những vùng quê hẻo lánh, vùng núi heo hút, những người được coi là phịch thú sẽ nhân cơ hội đó để làm những việc xấu xa. Chỉ khi ở những nơi hoang vu như vậy thì ý đồ của họ sẽ diễn ra một cách kín đáo.
ít khi bị phát hiện. Thời gian gần đây, có rất nhiều những câu chuyện liên quan đến vấn đề này đã được lên án mạnh mẽ. Nhiều người yêu thích khám phá những cung đường đã bị những kẻ xấu gạ gẫm, dụ dỗ, lôi kéo để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Nhiều các bạn nữ cũng như vậy, đã bị chính xế của mình hãm hại mà không thể kêu cứu. Những người đi phượt chân chính không bao giờ họ có những suy nghĩ xấu xa và thực hiện hành vi đó. Cho nên, phịch thú sẽ lợi dụng niềm tin của mọi người từ phượt thú để có thể làm những điều trái với đạo đức và pháp luật. Do đó, chúng ta cần hết sức thận trọng khi lựa chọn đồng đội tham gia vào những chuyến đi phượt để đảm bảo an toàn và ý nghĩa. Từ những khái niệm đã nêu ở trên thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết được mục đích của phượt thú và phịch thú rồi. Nếu như ở phượt thú là khám phá những nơi còn hoang sơ, thì phịch thú lại dựa vào đó để thực hiện những ý đồ đen tối của mình. Phượt thú có mục đích chính là tìm hiểu, khám phá, tận hưởng những cung đường mới, chinh phục nhiều địa điểm mới là điều luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, phịch thú lại coi đó là điểm tựa, dựa vào đó để làm trò xấu xa. Nơi nó càng hẻo lánh, càng ít người qua lại, phịch thú càng dễ dàng thực hiện. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà xe máy lại được chọn là phương tiện chính cho những chuyến đi. Từ những chuyến đi gần 100m cho cả tới những chuyến đi kéo dài cả tuần lễ, có khi cả tháng trời, bạn đều có thể sử dụng xe máy là phương tiện di chuyển của mình. Đi xe máy, bạn có thể làm chủ tay lái của mình hay là dừng nghỉ tự do trong suốt cuộc hành trình. Và đặc biệt, bạn có thể dù một ai đó, một người bạn của bạn ngồi sau xe là bạn đồng hành của mình. Chuyện xế và ôm cũng đã bắt nguồn từ đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu hai bạn là bạn thân của nhau, là những người có chung sở thích, hợp cả, là một cặp. Hoặc đôi khi, đó là những người xa lạ, nhưng mà trở nên thân quen hơn sau những chuyến đi đó. Tất nhiên, không phải cứ đi xe máy thì mới là đi phượt, hay cứ đi xe máy là phải có ôm. Nhưng mà việc có một vòng tay ôm ấm áp từ phía sau trong những ngày lạnh giá rét, trên những khúc cua ngoặt nguy hiểm, những lời nói hay là những tiếng ca hát xua tan hết mệt mỏi, hay là những cử chỉ quan tâm của cả hai người với nhau, có thể sẽ góp phần làm nên 50% thành công trong chuyến đi của bạn đó. Ok, trên đây là những hiểu biết cơ bản nhất về loại hình du lịch đang rất hot ở Việt Nam hiện nay. Việt Nam chúng ta đều lắm các bạn à. Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy cùng bạn bè và người thân lên đường thôi nào. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta lại gặp nhau ở một nơi nào đó trên mảnh đất hình chữ S này thì sao nhỉ? Bạn có phải là một phượt thú không? Hãy cho mình và các bạn được biết ngay phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.